For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị và các bạn đến với những thông tin mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Jun Vũ lần đầu đóng phim hài 18+. Diễn viên Jun Vũ 28 tuổi lần đầu đóng phim hài 18+ trong Trước Giờ Yêu, tác phẩm khai thác đời sống người trẻ. Ekip giới thiệu tạo hình Su, vai của Jun Vũ trong tác phẩm dự kiến ra rạp đầu năm 2024. Diễn viên cho biết khi đọc kịch bản, cô đồng cảm với nhân vật, một cô gái thông minh, làm chủ cuộc sống nhưng lại khi yêu thì lại yếu đuối, kém lý trí. Cô đóng cặp với Tôn Kinh Lâm, từng tham gia phim kinh dị 10 Lời Nguyền Trở Lại vào năm 2022. Ban đầu họ gặp khó khi diễn các cảnh tình cảm do ngoài đời vốn là bạn thân. Cả hai đổi cách xưng hô từ tôi, ông, bà sang anh em, tập cách chăm sóc cho nhau khi đi ăn uống chung như các đôi đang yêu. Họ cũng thảo luận ý tưởng với đạo diễn, phân tích kịch bản để giảm đi sự ngượng ngùng khi đóng các cảnh nóng. Jun Vũ tên thật là Vũ Phương Anh, sinh tại Hà Nội. Cô định cư tại Thái Lan từ năm 15 tuổi, làm người mẫu cho nhiều thương hiệu thời trang. Ở Cánh Diều Vàng 2016, cô giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim đầu tay 12 chòm sao Vũ Đường Cho Yêu Chạy. Sau đó, cô đóng phim Người Bất Tử của Victor Vũ, gây ấn tượng với vai Tuyết Anh trong Tháng Năm Rực Rỡ của Quang Dũng. Cô tiếp tục tham gia các phim Gái Già Lắm Chiêu 3, Gái Già Lắm Chiêu 5, Chìa Khóa Trăm Tỷ. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, đồng sản xuất Trước Giờ Yêu, cho biết tác phẩm theo thể loại phim đa tuyến, nhiều câu chuyện xảy ra cùng lúc, vốn thịnh hành ở Hollywood như Love Actually, He's Not That Into You, Paris, Your Time, New York, I Love You. Phim xoay quanh hai nhóm bạn thân cùng đi bar, mỗi người đối diện với các sự cố bất ngờ dẫn đến nhiều tình huống dở khóc dở cười. Khai thác chủ đề đời sống người trẻ, phim chọn cách lát cắt được quan tâm như Tình Một Đêm, Mang Bầu Trước Khi Cưới. Từ đó đạo diễn truyền tải thông điệp, tình dục có thể giúp thăng hoa, nhưng chỉ tình yêu và niềm tin mới khiến một mối quan hệ tồn tại lâu dài. Tác phẩm còn có sự tham gia của diễn viên hài Vinh Dâu, Khánh Vân trong Mắt Biếc, Kazakh, Việt Hưng. Jun Vũ, tên thật là Vũ Phương Anh, sinh năm 1995 tại Hà Nội, cô định cư tại Thái Lan từ năm 15 tuổi, làm người mẫu cho nhiều thương hiệu thời trang. Ở Cánh Diều 2016, cô giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim đầu tay 12 chòm sao Vẽ Đường Cho Yêu Chạy. Năm 2018, cô đóng phim Tháng Năm Rực Rỡ của đạo diễn Quang Dũng và Người Bất Tử của đạo diễn Victor Vũ. Năm 2019, cô ra mắt sách ảnh Mừng Tuổi 24, Cảm Ơn, Ngày Thanh Xuân Rực Rỡ. Từ nàng mẫu ảnh trong trẻo, Jun Vũ dần lột xác trở thành hình tượng của một quý cô chín chắn, thanh lịch và tự tin hơn trong mỗi bước đi của mình. Khởi điểm là một cô gái ngọt ngào, thuần khiết được công chúng gắn với hai chữ nàng thơ. Đến nay, Jun Vũ đã trưởng thành rất nhiều và có không ít bước tiến đáng nhớ ở cả sự nghiệp diễn xuất lẫn thời trang. Không chỉ cầu tiến trong việc học hỏi, đổi mới phong cách thời trang, Jun Vũ còn rất chịu khó thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngoài trau dồi khả năng diễn xuất, thì Jun Vũ còn bật mí, bản thân cô luôn cố gắng học hỏi thêm vũ đạo, ngôn ngữ, kỹ năng dẫn chương trình để tích lũy kinh nghiệm và kiến thức mới. Thậm chí, nếu thời điểm phù hợp, Jun Vũ cũng muốn học thanh nhạc hoặc biên kịch. Một cô gái toát ra được sự tự tin, thoải mái trong trang phục mình mặc. Một cô gái quyến rũ có thể chủ động biến hóa để hòa hợp với không gian mà mình đặt chân đến, nhưng lại không đánh mất hào quang giữa đám đông. Đó chính là hình ảnh mà Jun Vũ đang theo đuổi. Jun Vũ chia sẻ. Những thông tin này cũng đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị hãy like, share và subscribe kênh News 247 để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt.